có để hy vọng kịp 7:30 mới đá mà. Tại hôm nay bệnh đông, nãy tính tưởng 5 giờ xong mà lần quần tới hơn 5:30 mới xong. Anh chị nào vậy không? 5 năm nữa. Anh bữa anh không thích làm ở ngoài hả? Để coi tại ở ngoài nó làm nhiều cái